chiều buổi giớn xong rồi trời mưa cũng có mua được mới gắn chung với đặt được mới chuột. Chuột công nhân. Bây giờ làm lương xương. Gắn chung thì mấy chú cháu sẽ hầm đu đủ. Còn chuột công nhân thì mình nướng treo. Gắn chung cỡ này thì ngoài chợ hồi sáng bán là 220.000 ký. Mùa này trời mưa này nước dưới thằng lúa rồi ra. Lúa người ta cắt á, người ta đi sôi cũng dính nhiều. Trời ơi, vui lỗ nè. Bởi vậy lấy thêm bọc nữa. Mấy con rắn nhỏ nhỏ thì mình hầm đu đủ mình sẽ nhai xương luôn. Hồi sáng là con cố tình lựa mấy rắn nhỏ nè chú Hành. Cũng có một số rắn bự nhưng mà con không lấy. Rắn này là mình nhai xương là thầy luôn nè, rắn bự bỏ xương hết trơn à. Dạ. Rắn này chuẩn bị lột rồi. Lột, rắn mới lột. Được mấy con chú Hành? 6 con. Dạ. 7 con mà chết hết con, muối chiên ăn luôn. Muối gài 2-3 ngày dồn lắm. Ngày dồn mà. Hồi năm trước thì anh Hoàng với anh Đen cũng có gài một mớ để mình hình như được đó là sầu lăng. Đợt này thì mình sẽ nướng treo. Nướng. Đợt này thì mưa này thôi mình lột da đi con. Lột da nướng đi. Con chuột này nó có đặc điểm là cái lông của nó là lông dài lông ngắn chứ nó không có đều. Nó không dữ lắm. Nó kè. Nào. Kè đó. Nó dính nó mề lắm. Đi gần cớ là bắt đầu. Dạ. Mấy bữa nay chú Hai bỏ đồ ăn vô cho nó ăn đó chứ 3 ngày rồi. Sáng giờ thì trời mưa rất là dai. Mưa từ 10 giờ sáng cho tới bây giờ thì khoảng chừng là 3 giờ chiều. Mấy chú cháu mình thì đậu dưới một cái gầm cầu để tránh mưa. Trong thời gian chờ đợi mọi người làm chuột, bây giờ chú Hai sẽ cắt đu đủ. Một trái đu đủ như vậy là hầm vừa đủ một ký rắn luôn đó. Rắn chung tuy nó nhỏ nhưng mà cái xương nó mềm, mình nhai luôn rất là ngon. Ngon, rắn này là thầy luôn rồi. Dạ. Nếu mà rắn bự quá thì cái xương nó cứng. Nếu mà mua rắn bự á thì không biết gì làm gì không, mình rút xương. Dạ. Rút xương lại đó mình xé nó ra nó ngon. Xé ra rồi nấu cháo hả? Ừ. Những con rắn nhỏ như vậy nè, mình có thể dần sinh sống rồi mình bầm ra, mình xào cho nó cách. Ừ, mình muốn một cách xào nó cách được thầy. À, thôi mưa này mình hầm đủ rồi. Dạ. Yeah. Cho nó hấp nước rồi. Mình cho đủ nhậu đế hay thôi. Anh xui về ghê rồi. Công nhận là mưa dai khủng khiếp. Mưa không có mưa được rồi thôi con, nắng ba bốn ngày nắng chứ muốn chết luôn mà không mưa cái gọi mưa liên tục vậy đó. Dạ. Không mưa kéo dớn không được luôn mà. Hồi năm trước thì mình cũng đặt dính chuột tống dâm vào đầu mùa nước nổi, năm nay cũng vậy. Năm nay cũng dính đầu mùa nước nổi. Dạ. Hôm nay là chú thấy nước lên được phân nào chưa? Nước lên nhiều rồi chứ nước giờ đâu có cạn nữa đâu, bởi cái gà đặt cá đâu có đâu. Dạ. Nước giờ là nó không có cạn. Nước năm nay là có chừng nước lớn mới cỡ gầy, nước son quá trời luôn rồi. Những cái người mà đi đặt chuột cống nhâm chuyên nghiệp á là họ sẽ thăm rất là sớm, có nghĩa là họ không đợi nắng lên nha, nắng lên con chuột nó chết. Không, nắng con chuột cống nhâm hóc không chịu nổi. Dạ. Yeah. Nó quậy quá phải không? Nó quậy á, nó tung nó mệt rồi nắng nó hóc nó chết. Nên thăm chuột cống nhâm là khoảng 3-4 giờ anh thăm gọi dở hết rồi. Dạ. Yeah. Còn chuột cơm để tới trưa 11 giờ dở cũng được, chuột cơm yeah. Khôn. Nó không có tung chuột cơm vô nó ăn, nó không tung nó ở chẳng như chuột nuôi vậy đó. Dạ. Cái răng nó bán ghê ha. Răng con chuột này nó cắn một cái là có thể đứt lìa một tay luôn á. Dạ. Chuột này bén dữ lắm. Chuột này có con là cả ký nha chú Hai. Đó là con cả ký trên ký. Hồi đó chú Hai đi cắt lúa he trời rồi chụp một cái nó cắn con thấy máu mày, nó cắn một cái đứt cục khúc gì luôn à. Dạ. Nó chụp nó. Còn dưới rồi đó mình đi máy cắt hay dành lộn chụp với người ta trời ơi chụp một cái diện nào thấy máu cắn đỏ tay. Còn lấy cái đùi giò ém vậy hè đè xuống đùi ém nha, cắn vô đùi vậy nè. Dạ. Mà thứ mặt còn cục nó cắn thứ gì chưa nổi. Dạ, ướp chuột bằng nước không muốn tỏi của hành tím ớt đi cho cao vô. Đó hết rồi nè, đâu hết rồi chừa lên nấu treo.
bây giờ ăn ba chao này không chao hồi xưa, chao hồi xưa giờ coi như mất giống luôn. Dạ. Chao keo nhỏ nhỏ mà kiểu mà mình chắc kêu chao chở, chao gì đấy, chao nhỏ nhỏ. Giờ ăn chao môn. Trời ơi, bột ngọt. Tí nước mắm cho thơm. Chứ đúng là chao rồi nó mặn rồi mình cho tí nước mắm nữa. Cái mùa nước á, gà dính mạnh. Dạ. Bước qua cái tháng khô ha là nó gà nó đâu dính đâu, dính chụp cơm, chụp cơm được không? Dạ. Nó trên nó cũng khô. Nó là một là trong cái đầu sông 28 ha. Hay là biết đâu không? Ngoài đường Mỹ Thiện, đường Mỹ Thiện con nhum nào cũng nhum mấy con thấy ha. Chú hay là dính một cái con nhum là chào hè nó một ký mấy không có. Dạ. Y như con mèo vậy đó. Ở đường Phương Trang thì chỉ nó lâu. Ôi giời, con thấy từ chỗ đó lâm mà chỗ đó là đó ông nội là ông đặt con ngục là dính ngắn hổ á. Dạ. Mình nó lâm dữ dằn chạy mà đi bên đó gà cũng ớn anh ha. Ừ. có cái gì cái khủng cái ổng gì mình đi cũng dễ. Mình mua được mấy chục cái gặp chuột, một năm mình đặt được 2-3 lần. Như mua 20 cái đó 600.000 à, mà mình đặt mình để nhậu rồi như bữa nay 6 con này, ví dụ ai mua mình đâu bán đâu. Vậy mấy chú cháu mày miếng ăn cá ăn đồ ngán cái lâu lâu cái đi quần ơi hãy dân đen đi đâu à. À, hai chú cháu nó xách đi gài đi. Mấy cái gặp đó là luôn luôn nằm ở trong ghe mình. À, thấy cái đường nào ngon là đem lên. Không mà như cái mùa này nè ha, như cái mùa này nè nó còn nước lên nè ha là làm chim ha đặt xong rồi ha là bắt đầu ha là anh đi một bờ bên dạ. Một bên trong đem đi một bên trong là gài rồi 10 cái đã gài rồi tới kia cái dở tới đâu cái lậu bò lên cái dở. Cái bước lên bờ lấy cây gặp chuột xuống luôn. Rồi đó kéo xuống được. Vậy nó cũng tiện. Rồi có bữa là khỏi đây. Bữa xỉn quá leo lên bờ không nổi. có bữa nó gài cái nó quên cắm á, quên cắm chịu á. À. Cái chuột nó lôi đi mất tiêu à. Nó lôi gọi nhà rớt xong lôi đi mất tiêu luôn à. Như năm rồi. Nó lôi cái mua vô hoài vậy đó. Năm rồi em gài em những đen gài cái đường nhà máy của ông chú Ba ngoài này. Ngoài hôm đó. Máy của chú Ba. Con chuột cống ha mà nó dính em gài ngay cái mé lộ này. Mà nó bò qua kênh mé lộ bên kia luôn, cái nó xuống cái bờ cỏ nó buồn cái gặp lăn lộn nè. Cái em bên kiếm, cái ông chủ nhà ông ra ông thấy hỏi chú kiếm gì á, mình đâu nói cái gặp bị mất gần nhà ta mà mình đâu dám nói. Còn nó rớt cái gặp chú ơi con kiếm mà nó biết lọt trong đất cỏ nào nè, con bỏ ra rồi chắc nó rớt. Nhưng mà nó bò qua bên kia nó lâu qua tới bên kia luôn hả? Căn mạnh lắm con ơi, con chuột này mà con thấy ha. Nó mà khổ nhất một cái mà ông chú Sương là ông gầu nó nhất. Dạ. Nó vô nó cắn lúa một cái người ta cắn, ví dụ chuột cơm nó cắn cái đầu nó chút xíu lên đi. Còn ổng nó phải làm lần như là điện nào nó chống hết cái lưng ổng đi, không dính cộng nào chừng nữa rồi đi. Còn ổng vô dớn là cái ông làm lỗ lớn nè. Dạ. Ông cắn là một cái là còn thấy ông cắn điêu luyện lắm, hay lắm. Lúc về gặp thì anh Hoàng về chú với mít ha. Rồi chú Hai gọng thì cho ăn chú già sống. Ừ. Không biết năng không ta? Trời ăn nó cạp má lên nhìn cái đầu rồi bắt đầu chú Hai thấy có muốn thảy vô. Dạ. Ngoài ra thì nó còn ăn khoai mì nữa. Còn bây giờ là nó ăn chao hả anh Hoàng? Giờ nó ăn chao. Hai này nướng dùm nướng nhiều rồi đó. 6 con đó thì quá thiếu. Nếu còn thì mình ăn. Chú Hai sẽ phi tỏi củ hành tím ớt để mình hầm đồ, thịt gắn. Gắn. Đi khóc đi khóc là biết mà hết cái gắn này anh coi. Cần chi cá lóc cá chê hả chú Năm? Thịt chuột, thịt gắn nhậu mê hơn nhiều. Rồi, giờ tỏi đổ hàm vàng rồi giờ cho gắn vô. Như bây giờ gắn chung con ba lớn này, nhỏ này mình còn mua. Như mấy năm trước đi tới mùa nước này, nước cắt trên lên đồng hay là đi gom mồ. Chút mồ, chứ ta gắn như vậy có bắt hết rồi. Dạ, thả nó hết rồi. Có ăn uống gì đâu bắt. Còn không có còn các cái loại còn gắn còn gì hay không còn nào ngon mà còn gắn chung mùa nào đúng mập mùa nào không có độ ảo ăn muốn ăn. Giờ con bắt con dính với con đàn dớn dính còn sống nha, con để trong ghe đi rồi bắt đầu con thả cái chốt vô thế này ăn bao luôn. Dạ. Nó thích ăn mấy cái da trơn. Ừ. Với lại lương nữa nha. Nó là lương là mọi thuốc nó mà
mà không biết như thế nào hả anh hai, mà cứ tới một cái tháng gì là có chăng gì là hả là tôi muốn dân nhau hết ta. Ừ, biết tôi lo gì. Làm như cái tuổi nó hai con này nó kỳ ngày ngày gầm. Trời chiều sắp sập tối rồi hả? Ừ. Tranh thủ mình nhậu sớm để khuya nay còn chị kéo dớn. Không mà nhưng mà kiểu mà mưa lên nước lớn này ha. Chiều mà mưa nước lớn này ha là tối nay lo lượt cá, dạ. Lo bưng đi bán. Đúng rồi. Bán chỗ có hết rồi. Mà lúc này nước biêu quá, không có cạn cá. Dạ, cá ý ít. Cái này phụ bếp, đỡ phụ bếp ha. Gắn thường thường năm ăn đã đút buộc kìa nè, thấy không, ở cái lòi kìa không, lấy cái gan cái lòi kìa nè, thấy không. Kéo nơi xuống một chút đây, kéo nơi xuống một chút để lên trên cái nữa. Ừ. Mỗi một năm thì tới cái mùa nước năm 92 là tới 95-97 này là dài tới ha, là anh đi kéo lưới cục, là lúc đó ha là cái ghe của anh là bề ngang, mình kêu bề ngang đi, bề hoành á, một thước 7 là coi như cái đục là đục lắc đó, là lúc đó anh kéo ha là 7 lưới 8 lưới rồi, mà dùng ban đêm á dùng kéo vô ha, lúc mà bao vô á gạn chạy á, anh thì sẽ gắn nước sâu á, cắm cái xào bóp chì bằng giò gắn chung á, cái con gắn chung ban đêm á gọi đèn nó đậu qua quăng này. Cái nó đậu ngang cái lưng mình á, trời thì dùng mà mấy người trên ghe biết anh sợ gắn đâu có nói, cứ để im vậy luôn á, đâu có nói, nếu mà nói là anh buông kiện là anh bay ghe liền. Vậy là mình kéo lưới gùng là cũng dính gắn chung luôn anh, gắn chung lương rồi cá lóc cá chê các loại cá luôn, các loại con này con nọ luôn, bị lưới của anh đóng là nó khác lưới hơn ta, anh đóng như cái lơ bằng nhà cái chì chài mà anh đóng liền luôn á, anh đóng cũng như cái túi chài vậy đó, là bắt cá chạch là mạnh nhất với cá lóc cá chê, yeah. Các loại đó chứ lưới đó ngoài ra anh đóng chỉ có cách đóng của anh là nó khác hơn ta hết vậy. Cái đó là do biết của mình, dạ. Kinh nghiệm sống lâu năm biết đóng mà mới được chứ, mà lưới đó mà nếu mà như em cầm mà đóng cái mình kêu lưới gùng mà em đóng chì mà thẳng ha, thẳng chì luôn ha, kéo nhưng mà mặt lưới gì đóng thẳng gì luôn ha, kéo không có con gì hết. Một á thì bị gông cái xe diệt là nó guộn lên lưới của anh đóng á, là cái dây kêu dây thái, cái loại dây tàu biển á, dây bằng ngón tay cái vậy nè, là hai dây anh cặp vô là bắt đầu là không bao giờ mà xe diệt cái dây đó, nó một thì nó cứng, nó là nó guộn, có thể là nó guộn đứt gông luôn, mà đề gông đuôi tròn dài này ha là nó guộn đứt luôn á, mà đi mà cảm thấy hơi nặng ha là bắt đầu ha là hai người đứng là bắt đầu để cho hai người đi trả cái diệt, trả diệt cho nó chấm gông nó đi sát dưới đất này, chị sát đất là bắt cá chặt đồ. Cái gì chứ gông đuôi chồn thì nó nặng dữ lắm. Nó nặng lắm. Các loại con cá như con cá chạch là hồi xưa là cũng như bằng đêm là lội không à, lội lên trên không à, còn kéo bển kéo nó bắt mới mạnh. Dạ. Mà hồi đó là quan trọng nhất là cái ví dụ như bây giờ cái lưới gùng nó dày phải không? Hai đầu nó ốp cho tới vậy nè, ốp tới vậy là bắt đầu một thằng có biết bắt gì. Cái giò con để vô này nè, con kẹp vô dưới cái giò vậy nè. Kẹp vô bắt đầu con kéo tới là ớp, nó ớp hoài như vậy nè, nó là con bắt nó mới dính cá hết. Yeah. Chứ còn mấy mà cái thằng bắt chì mà nó không ấy rồi là cái gì xong, không có dính thứ gì nữa. Rồi. Ok, lát mình còn mắc biết nè, để nó mềm gắn không ngon. Quá lạ. Chia ra nghe. Con gấp nhiêu mày ăn nhiêu nghe, tao giúp con bự nè. Con này nó bự quá bự. Con nó đầu đàn. Ê da, đầu đầu. Thơm. Thơm cái mùi rồi. Trao lên ha. Trong cái chành chứ mày. Thứ gì chịu nổi anh xui ơi. Tôi chịu.
chiều mấy chú cháu cũng đặt giỡn xong rồi cũng có mua mới gắn với gài gặp dính được mấy con chuột thì cũng nướng làm đương xương. Mời cả nhà đương xương mấy chú cháu ha. Rồi, xin mời cả nhà luôn. Rồi, mời cả nhà. Xin mời cả nhà luôn. Mưa này lạnh lắm cả nhà ơi. Chiều đương xương vậy nó ấm. Có cái ớt chao phải thật thôi mềm nè vô cái này. Cái chuột này nè là mùa lặn ha, mà chú hai mùa nước lên rồi hiếm là mấy chú cháu mấy anh em ha, còn thấy còn có bờ ganh nào là con lợi con cứ bư bắt khúc nào cũng dùm nha, còn khúc nào tụi cơm chứ không có không ở lộn nha. Đúng rồi, nó phân ganh hết trơn à. Chứ theo như em thấy ha, cái con cống dâm này nó cũng có nghề dữ dằn lắm nha anh hai. Nó mà cắn lợn gắn hổ lát là tôi bắt nó. Ừ. Hổ lát thì chạy lợn đó mà. Làm nhà đặc gián thì cũng vừa trong mà mưa cũng vừa tạnh. Chuột nướng mình ha, chờ gắn chung hầm đủ nó thứ gì chịu nấu, không có tha món nào luôn. Ờ, thôi nó còn nóng. Nóng này nó ngon. Về nãy thằng Hoàng với xui cái đùi rồi phải không? Đó. Vậy cho mày cái cốc lết hả? Cái cốc bao tử cái bọng. Không, cái con chuột ha, em nói chứ cái bọng là ngon nhất. Hồi xưa mà mặn con chuột rồi ha, là hồi xưa mặn con chuột rồi, nếu mà ai mà nhỏ tuổi mà gấp cái bọng này cái là người lớn mắc lỗi rồi. Dạ. Yeah. Nó ngon nhất có cái bọng mà. Nó mềm, nó béo. Ừ. Ở trên coi nó không có thật gì chứ mà nó mềm. Ăn chuột nướng phải ra tay vậy anh Quỳnh? Đúng rồi, ngon. Ăn mới ngon. Như gà cũng như mà gà luộc đó ha, xé bằng tay, cầm chấm muối rồi gì đó mà ăn không? Béo bồn bồn ngon, mời mốt đi gậy nữa nha. Nói hai cái cháu tao không biết rồi gậy. Để em đảo hướng. Tính ra mình gà chuột này chỉ có tốn tiền mua lợp thôi chứ đồ ăn, đồ gà, mò đâu có tốt không? Con bỏ vốn ra có 600 ngàn. Dạ. Tới cái khúc này là đỡ lạnh hơn hả chú nè? Hết lạnh rồi đó. Này còn ấm thôi chứ còn không còn. Cái khúc đó đen xuôi. Từ nãy giờ không ăn đồ, tôi ăn giúp cái đồ kia. Chuột phải chấm mà quậy vậy nè. Công nhận nó ngon thiệt. Nướng lửa không ép quá. Mình ướp chào mình nướng cũng béo. Dạ, thịt chuột ngon. Mình chiên chả, chả luôn liền liền. Này mà phải bữa mà mình đặt mới dính á, làm ăn liền là càng ngon, mập hơn nè. Mập. Thịt nó ngọt. Vậy chứ mình gọng mình đưa nó ăn chú chứ nó ăn cũng đâu có nhiều đâu. Nó quản, nó đâu ăn nhiều được. Ở ngoài đó, ngoài cái thứ nhất đúng là. Đúng rồi, nó nhát. Ngoài cái thứ nhất nó đi ăn lan, rồi xương. Xương nó liếm xương, đỡ mập. Còn mình trong chống cho ăn không đâu, ấy được. Nói ha, như tại mình, cái thời gian của mình nó không gánh được nhiều. Mua chừng 5 cái 7 bìm điệp là lòng bự đó. Là gài bìm điệp nấu cháo đậu xanh rồi ha. Như bữa nào mình nấm trong người nha. Bằng 5 con cái nấu nồi cháo đậu xanh húp. Dạ. Chứ nó phải ác. Nhưng mà em nghe nói bìm điệp là tanh lắm nha anh Quang. Không. Nhưng mà ngon nha. Mình làm sạch rồi mình cháy mỡ ha. Mình cháy mỡ rồi mình ăn ngon. Tính gặp con bìm điệp gì chứ ăn cũng bình thường hơn. Chứ không có tanh hôi gì gì chứ. Như em thấy đi ha. Nói cái con cọng cọc. Là cái con đen, cái lâm đen hôi, mình đen hôi đó. Con nó ăn tanh mà thật sự đậu xanh. Ăn dạ. Nó ngon dữ dằn luôn, thơm. Nó ăn thơm như thịt gà vậy đó. Quan trọng là cách mình chế biến ha. Ừ. Nó ha, nó cũng như con dơ mình á, cầm cầm. Dạ. Mình mần rồi mình bỏ hai bên cái cặp nách nó, mình thẻo. Mình thấy cục thịt nó hơi rạ, mình cắt hai cục đó bỏ. Dạ. Đó. Như con bìm bìm là nó ăn tạp dữ lắm không?
Ừ, nó ăn cá thứ gì nó cũng ăn chứ. Ốc, ốc mạnh, cá. Ốc cá. Cá, cua, thứ gì nó cũng ăn chứ. Dạ. Bắt được con gì nó ăn. Bắt được con gì nó ăn. Con cá nó đại tài nhất là có ăn ốc. Ốc chú hai hứa với con mà cái chỗ nào mà nuôi ốc rồi đấy là rồi. Cũng mà hết ha. Nhất là mấy người mà nuôi ốc bu chủ có cái vườn mít đồ ha. À, chết với anh liền. Cái đó màu thuốc không mà bị bơ, bị bếp mà. Anh bắt ốc được nhanh dễ đó. Ốc bò, ốc quả nó mổ ăn được. À. Chuột này giờ nhảy giờ tăng thuốc nhảy nó thương nữa chứ anh ta. Mềm. Mềm. Do trời mưa xương nó mềm hơn quạnh. Giống như mùa nước lên cá xương mềm vậy. Cái khúc này anh hai nói là cũng như cái gì xương cốt lết. Nhưng mà ông chuột cốt lết á. Dạ, khúc cốt lết. Hầm lâu mềm nha. Nhiều lắm, anh hai khúc ly cũng được. Giòn nó mềm mơ. Thêm khúc nữa đi. Vô cái đi. Dạ. Hồi nãy chú Năm nói là ấm rồi, nhưng mà cái khúc này nó còn ấm nữa. Hồi nãy còn thấy ông ngồi không? Ông ngồi làm gì? Ờ, giờ thấy con cung lắm. Con cụ này lại hại lắm, phải nó cụ này cũng thường đâu. Không phải đâu anh hai ơi, nhiều khi những lúc không phải lạnh mà cung đâu, nhiều khi tới giờ lạnh tới giờ cung nó cung thôi gì ông nậu ơi. Nãy, hồi nãy em cầm cái cam gót cũng cung mà giấc này tự nhiên mất cung luôn. Khúc ruột mà ha. Nó tròn nhìn thấy ghiền ha. Mình để ý là cái khúc gắn mà mình rút ruột nó tròn nhìn nó hấp dẫn hơn, mà nó mềm nữa, nó mềm dạ. Hơn, nó mềm hơn mấy con cá mà mình nấu. Cái này gan ha, gan. Bữa nay hai món nào cũng ngon lắm rồi. Món nào cũng phải yêu. Dạ. Chẳng thà nhậu ít món gì ngon mà nhiều quá cái mình cảm thấy ngán mồi quá không biết ăn món nào. Nhiều quá nó ngán miệng luôn á. Dạ. Yeah. À, như mấy cái năm nay là như mấy cái năm trước mà như cái mùa nước như cỡ này nè, bắt đầu bước ra động 7 rồi. Mình bữa nay qua đầu tháng 7 nè. Ừ, thấy không? Là thường thường mùa lạnh hay là ở nhà tôi ha. À bây giờ chuẩn bị là lắp giò chuồng nè. Chét còn cái xuồng ấy thì cũng chét bố rồi cái già tôm cầu rồi đóng lứ, mà cái đầu mùa nước này có đóng lứ cũng dân chơi thôi, dân rồi chứ chứ không có ái cá ăn cũng được, cái gô cứ ngắt cả cũng được. Nhờ dính bằng cái chút giấy nè, ba cái lăng nè, ba cái lăng mình ha, rồi cái mày đuối là bắt đầu mấy cái dưới cái rãnh rồi nó lên đồng á, là vô mùa nước mà dính cái gô nào nó khỏe khỏe ha, mà cái đầu thì bự mà cái mình chút xíu. Dạ. Mà nó nhớt dữ lắm ăn không được. Do nó chưa ăn mồi nhiều, nó chưa mập được. Mùa nước lên không biết sao, là cái dây trắng đồ nó lên dữ lắm lên, còn thấy nước lên nhiều gì nước vàng tới đâu cũng cá theo tới đó mà. Mà tính ra cũng như anh hai thấy ha, mà nó cũng hay nha, nó hay theo nước. Như anh thấy ha, cái lúc đầu nước cái con cá lên thì nó còn cứng cá, nó già cá. Rồi bắt đầu vụ hết tháng 7, bắt đầu qua tháng 8 ha, là con cá nó mập. Tròn do ha. Tròn mà nó hay nha, lúc đó nó mập mà mở khống nha, lúc đó là cá bốn phần nha, bàn gửi mùa bàn 8. Bốn phần là bán chung với bốn gửi đó. Dạ. Trộn vô. Vậy là ý chú hai nói là cỡ tháng 6 là mình bắt đầu là tấm câu, đóng lưới. Ừ. Tháng 7 là chét xuồng. Chét xuồng này nó chét xuồng rồi là chuẩn bị dân mồi hồi, lúc đó là con biết sao, lúc đó mình tấm câu, đóng lưới mướn nhiều lắm. Dạ. Tại những như ví dụ như ông chú không biết làm cũng lại mướn mình. Thằng đen không biết làm có lại mướn nữa, mà nhiều khi đóng nhân lưới mình đóng dính nhiều người ta mướn rồi tấm câu rồi chét xuồng chét ghe, ví dụ mấy ông không biết thì mướn mình giá xuồng giá ghe nữa. Dạ. Mà làm mà nó làm còn bắt đầu tới tháng 9 tháng 10 ha là nước biêu rồi, bắt đầu phải không, là nước cao lúc rồi con không làm được, đi chạy đất mướn đó, lấy xuồng máy chạy đi chạy đất mướn, cái nước giật xuống ha, bắt đầu tháng 10 tháng 1 cái đầu con đi kéo cồn. Dạ. Mấy lúc đó mà kéo cồn dính
rồi văn câu mồi chạy dạ, cũng thứ. Nhắc tới vụ chở đi ăn đất bướm nha em, thưa cái thời lúc đó em đi lãnh dãy cỏ. Ừ, nhủi cỏ, nhủi nhủi nha, nhủi cái nhủi vậy nè, à nhủi vậy nè, mà cái nhủi vậy con nhủi mấy ấy nè, thôi chứ con phát nó không được, con phát trên đầu trang không cỏ, mà bởi tao nói mày bay phát gì phát đầu trang không cỏ không đó, nước đứng ngoài đó mình hỏi con nước cái ngang đây là con phát sao rồi mà tới, rồi nhủi vậy nè, nhủi vậy nè, cầm cây cái đẩy tới để tới vậy mình nhủi công hồi xưa mà công lúc đó có mấy ngàn, giờ lúa 7 ngàn, công một công nhiều 2.5 hoặc 3 ngàn, ngày nhớ cái đầu nước lên ha là thường hồi đó là chúng ta cắm cầu ếch nhiều, có đầu mùa nước lên con thấy nước mà nó ngập càng thấy con lên người canh cắm 10 cần dính đủ chục, yeah. Rồi cái đầu bắt đầu qua mùa nước lên, nước nó lên khoảng 10 ngày đi con dân đứa cái gu thấy nó dính một cái xe gì, nó dính cái gì nó xe tròn luôn dữ lắm, dính được con đặt lờ. Ừ, nước mới lên lên cái lại mấy cái đường mà ta khui khui vô ha, thánh thần ơi đem cái lờ cái sạc đánh cái chốt rồi nó chạy cái bể lờ nó chạy lờ dở dở gì gung ginh cái sạc với cái chốt thử lắm luôn. Anh lại tới lợn ha, nếu mà chà mạnh anh lại tới rồi thì cái lợn tự rung rinh luôn. Mà lúc đó mình cá nó mới đâu có bán nhiều đâu. Anh em làm bằng mắm, có bằng mắm thì nhiều. Anh dân lưới mà hồi đó anh có dân lưới chảy không? Có chứ. Thì đó là lưới ướt lưới mèo á. Chảy công nhận lưới mèo. Ác thì chứ gỡ cũng mệt rồi nha. Mà lưới chảy nó bắt cá sống không à? Sống không mà chết. Cứ chảy là cái kiểu của bờ ganh nó vậy nè, bờ ganh gì cái cỏ nó mọc qua nhà nè, cái con dân con không có trì ăn chảy lên nhưng mà cỏ gì dân cái này chảy này gãy nước mắm này cá ụt ngớp lên dính mà cái rút gà rồi mà nước nó dần dần nước đó anh Năm nói là cũng phải nước chảy mà mình không có chảy mà mình dân theo gió, ví dụ gió nam thì kêu nước chảy thì đây mình cầm cái viền lưới gì nè chống xuồng gì ha, cái gạch cái trên gió đùa lưới cái gì lưới dưới không có phao chị vậy nè, ừ thì kêu lưới chảy đó, ngừ thì kêu lưới phèo, ừ, mà lưới đó mà dân gặp trời gió rồi bỏ luôn gió rồi cái nó quấn tròn do luôn nữa đúng cái gì luôn nữa đúng quấn tròn do luôn à, là kêu lưới phèo đó, lưới phèo là cũng như cúp phèo cũng heo vậy đó, người ta kêu lưới phèo mà gặp trời gió như là gặp trời gió là hy sinh tay lưới, gặp trời gió là mình đem gì ở đồng cắt khúc rồi xào hành nhậu như heo cuộc heo vậy đó, cái đó là dân cái đó là không được lâu, dân trong đồng chút xíu à gãy mậu rồi là đúng mà 10 bữa là đã hết chân được rồi, cái là nước cái dương lên rồi đâu có dân đâu được nữa, còn gà cỏ đâu nữa rồi dân dân lưới đó thì dính cá rô nhiều, cá rô nhiều lắm, nó là mặt cá rô không thứ ba phần bốn phần ba phần ăn gửi ba phần. Nhưng mà bây giờ người ta giăng lưới đó nhiều không chú hai? Không, bây giờ ít con. Bây giờ giăng lưới có linh nhiều. Giăng lưới 2 con gử. Dạ. Yeah. 2 con gử là bắt cái linh bự nè, mắm. Cái lúc mà đầu nước thì giăng vậy, lúc cuối nước ha. Cuối nước là giăng lưới cá linh lưới 2 phân á. Rồi con thấy giăng gì nhà lấy cây đập không, không phương pháp nào mà như có gông ha, gông giống như cỏ ha. Lại về lấy cây đập. Cái đó là miếng gan hả anh Quang? Gan. Mình bây giờ thì nó hút qua mùa mưa hả anh hai? Nhưng cái lúc mà như tháng 3, tháng 4, như độ đầu mùa mưa ha, mà đi chơi ban đêm về nè, mà muốn ra mưa ha, tầm tái ha, mà đi chơi kia dòng thanh niên, đi chơi về đâu sớm đâu, đi chơi về 11, 12 giờ ha, chiếc xe đạp đoàn của em ha, đạp ngang qua lộ này nọ ha, lớp cá, gô, cá chê, cá lóc này nọ ha, mà lúc đó ngu ngậu ơi, có ăn đồ bắt, chưa biết nhậu mẹ gì chứ. Như là đi chơi mà nếu chịu bắt là sáng cái đồ ăn cơm luôn hả? Là nấu kiểu nấu cháo không? Lúc đó mà ví dụ như mấy anh em đang ngồi nhậu trong nhà, không mồi trong đầu thấy chuyển mưa là nghỉ nhậu á. Tại bắt đầu con thấy giữa mấy cái mương mà mương cỏ rồi không vậy ha, bắt đầu con thấy đi lợi rồi bắt đầu thấy mưa bắt đầu nhảy cái gô lên ha, cái lóc là đi mạnh nhất. Dạ. Cái lóc là đi là nó thoát á. Đi mà không thần không ấy gì chân nghe mà nó khôn lắm nghe, ví dụ bên đó băng qua đây nữa biết có đường thông lại đi, nó hay nó khôn dữ dằn, mà con cái gô lại đi tại con cái gô ven lưới lên khoảng chừng nhiêu là đi hết luôn, đi bằng 2 con mang. Còn cái chè đi kỳ, cái lóc cũng đi mang, cái lóc đi mang với đuôi giống như trời mưa mà hồi 10 giờ sáng tới giờ là mấy chú cháu mình chuẩn bị xô ha, đi lụm đó. Hồi đó là em không có xô nha, đi ngoài đường mà ví dụ như đi học về á, thấy là lấy cái bọc mũ đựng đem về. Dưới như em thấy nè, em thì người nhỏ tuổi phải không? Dạ. Như cái lứa tuổi như anh nè, với 2, với 5 rồi nè. Như mấy năm trước, cái tháng bước qua tháng 10 là mấy tháng đó nghịch cá là nói chung là để tát cá đi ăn Tết.
mà như mấy cái bữa nào mà sương mù, như anh kêu sương mù là một sương nhiều á ha, thần sáng mà ha, cái kiểu mà sương bịt bùng hết trơn á, thám bự nha, là mấy con cá mà lóc, bất cứ cái lóc luôn, cá lóc thì mạnh nhất, là mấy cái mương mà người ta bí nước là không cho vô ga đó, là không có còn một cái lóc nào đó, nó đi trên cái lóc lên hết trơn. Dạ, đại tài ha. Ừ, nó hay dữ dằn. Tới mà cái ngày tát ăn Tết, ta bí Tết, bí nước đựng cho vô ga, tát cá ăn Tết, cách tát điện Tết đó, không có còn một con cá lóc luôn. Cái ha mà em đi bắt mà khô mùa xuân rồi ha, cái em đi trên mấy miếng ruộng này, miếng lúa của mình, lúc đó lúa mình mới xạ với quạt đậu nành đó, em vớt con nào nấy cứ dài nè, nó lóc rồi ha, lúc đó nó lóc rồi, nằm hầu nó đi xa quá, đi không nấu nữa rồi, cái dòng đi thăm đậu á, khô mùa xuân đi ra mình gạch lá lên coi có sâu có này nọ không á, chưa kịp gạch lá đậu coi nữa thì cá lóc gặp hai ba con. Con cá lóc nó khôn lắm nha, nó đi là nó khôn, ví dụ cá lóc mà đẻ lòng gồng rồi là đi là ngớp con theo á, hớp con người hỏng hết để nó bảo vệ con, rồi bắt đầu nó đi ra ngoài nó thả con ra. Dạ, thả không cho con ra, khôn vậy đó, cá lóc á đi là con nó đâu con đó hay. Mà không ngờ nó lên bờ mà nó đi vẫn hay ha. Ừ, đi bằng hai cái khôn, cái màng nó với cái đuôi đó, là lóc lắc lắc vậy đó. Không mà nếu mà giờ nói như trở lại cái quá khứ mà cá nhiều lúc đó á, thì chắc mình không đặt cửa ngục đi lụm cá bán, đi lụm cá bán.